Hi, xin chào các bạn. Tình hình là sắp sửa vào thu rồi, lạnh quá. Thì sau chuyến đi chơi về thì mẹ mình quyết định là chặt hai cái cây này. Đó, phía đằng sau mình có một cái cây, với lại một cái cây nữa phía đằng sau này. Đó, hai cây này sẽ chặt. Thì hồi hôm qua mình có gọi cho người ta tới estimate the price, tức là người ta tới họ đưa cho mình một cái giá. Thì họ đưa một cái giá là chặt cái cây này là hết hai cây là hết 2.000 đô. Trời, cũng đau túi á. Hai cây là 2.000, là họ sẽ lấy gốc luôn cho mình. Để mình đổi cái camera đi. Đây, cái cây này đây. Thì đó, nó to như thế này nè. Thì một cây này là 1.000, hai cây là 2.000. Trời, gió nó thổi lạnh quá. Mình đang nói chuyện mà nói run nữa nè. Tay còn đang run nữa. Thì cái cây này nó nằm trong phần đất của nhà mình, vậy nên mình sẽ phải chặt nó, gọi người ta tới chặt thôi. Nó nằm trong cái phần đất của mình, vậy nên mình phải bỏ tiền ra chặt. Thì họ đưa giá cho mình là khoảng 2.000 cho hai cây là họ chặt cho mình. Rồi họ có cái máy á, khi mà họ chặt á, họ chặt nó còn cái khúc này nè, thì là người ta sẽ có một cái máy để mà bào cái gốc này ra, bào sâu xuống dưới để cho nó mất cái gốc luôn. Thì lúc đó cái sân của mình nó sẽ phẳng hơn. Tại vì á, nếu mà không chặt cái cây này á, thì các bạn nhìn nè, cái cây của nó như thế nào á, thì cái rễ của nó như vậy. Thì cái rễ của nó có thể nó mọc sâu ở bên trong cái nhà của mình rồi. Có thể là nó sẽ đi vào mấy cái đường ống nước của mình á, rồi nó sẽ làm mấy cái đường ống nước mình nó bị tắc. Đường ống bị tắc rồi có thể nó bị bể ống nước luôn. Vì vậy quyết định là chặt hai cái cây này. Cái phần đất ở ngoài đây nè là phần đất của chính phủ. Cây nó ở đây thì mình sẽ phải báo chính phủ biết rồi họ sẽ tới họ chặt thôi. Còn đây là phần đất của mình. Đó, vì là phần đất của mình nên mình sẽ phải kêu người ta tới chặt. Giá thì như các bạn cũng đã biết rồi đó, thì họ đưa cho mình một cái giá là 2.000 cái cây này và cái cây này, hai cây. Thì hồi hôm bữa nó có bão gì đó, cái cành trên này, cái ngọn trên này nó bị gãy rồi, gió thổi một phát một cái gạt cái cành nó bay xuống đường luôn. Có, nói chung là cũng gần nửa cái cây rồi đó. Nè, cái cây này cũng vậy nè, cây này nó cũng mất ngọn rồi. Gió thổi quá, mất ngọn luôn. Thì gọi người ta tới chặt thôi. Ok, tạm thời là như vậy thôi. Thì đứng ngoài đây lạnh này lạnh luôn. Bắt đầu mùa thu rồi đó. Lá nó rơi tùm lum xuống rồi nè, thấy không? Đó, lá vàng nó rơi rồi đó. Rồi không biết thấy không? Đó, cái ngọn cây chỗ này nè, nó vàng vàng rồi đó. Cây bắt đầu nó đổ thành màu vàng rồi. Đó. Chỉ khoảng một tháng nữa thôi là nó sẽ rụng trống trơn hết luôn để mà vào mùa đông. À, khá là lạnh. Trời, tiếng gió thổi lạnh đó. Thôi đi vào. Tình hình là như vậy thôi. Đợi khi nào mà họ tới họ chặt đó, thì mình quay tiếp vậy. Lạnh ơi là lạnh. À, thời tiết này lạnh quá. Cũng lạnh lắm. Mà mặc cái đồ này gớm không? Vừa ngồi vừa run. Tình hình là mình đã làm mất cái clip mà hồi hôm bữa người ta chặt cây rồi. Vì sau khi người ta chặt cây á, là nó sẽ như thế này. Nhà thì nó trống trơn rồi đó. Wow, cái cây kia đẹp quá trời rồi. Đợi camera cái đó. Đây, sau khi mà người ta chặt cây xong á, thì họ có một cái máy. Họ bào cái gốc này ra luôn. Thì ở đây nó là cây gốc. Mà bây giờ lạnh quá, sắp sửa vào mùa đông rồi. Thôi mình để đãi đi vậy. Năm tới tính. Ngoài trời giờ là khá là lạnh. Để mình đứng mình rung không? Tay mình nó rung như là cây sấy á. Wow, cái cây kia đẹp quá kìa. À, thấy không? Mùa thu. Wow. Cái cây này là lá vàng hết luôn rồi nè. Đẹp ha. Không biết rung, không biết lên hình như thế nào đây.
rung rung quá. Thôi vậy thôi, mình đã bị mất ruột rồi nên clip nó cũng ngắn, thôi mình kết thúc ở đây luôn. Vô trong này còn edit nữa. Bye bye, hẹn gặp các bạn trong một video khác. Bye bye các bạn.